thứ ba giới thiệu dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam, truyền thông trên hệ thống loa xã phường. Bà con và các bạn thân mến, đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% cước phí truy cập tại các điểm bưu điện văn hóa xã để tìm kiếm các thông tin hữu ích, góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam. Thư viện thu hút tài trợ với tổng kinh phí lên tới 50 triệu USD trong thời gian 5 năm, từ 2011 đến 2016. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1138 Thủ tướng QHQT về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam. Dự án do Quỹ Bill Gates tài trợ và được Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân 40 tỉnh, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Vietnam Post và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện công cộng và 1.000 điểm thư viện văn hóa xã, 500 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian 5 năm, dự án sẽ cung cấp lắp đặt hơn 12.000 máy tính với mạng internet băng thông rộng.